Chúa tạo dựng để chúng ta sống đời đời với Chúa ngay từ thuở đầu. Nhưng mà tự do lựa chọn là do ai? Do ta. Bởi vì cái chết nó đến là vì cái hậu quả. Đáng nhẽ là không nên như vậy. Cũng giống như đẻ con ra, có đẻ cái đứa con ra mà bảo là tao nhìn cái mặt mày, sao tao không thấy có cái duyên thế nào, tao thấy mặt mày giống y như bố mày ấy. Vô phúc cả nguyên cái tháng nó khó chịu với ông ấy. Lúc đẻ ra nó giống cái ông ấy mà tao nhìn cái mặt mày nó giống thấy bố y như bố của mày, thật tao chán nhỉ, tao không có muốn gọi làm sao cho mày bú nữa, mày đi đâu thì mày đi đi. Có chứ không? Có không? Có bao giờ đẻ con ra bảo vợ đưa con bảo chứ là này anh em anh trông cho nó một đêm nữa, em còn phải lo một vài công việc, còn phải lo thi như này. Lúc nó khóc o e cho nó bú, bình thường má mày cho mình nó bú, mày bú mày không chịu bú, mà bây giờ bố cho mày bú, mày lôi thôi nhiều chuyện quá, sao mà rắc rối quá, mày không có dễ ưa thế nào, trông mày giống y như má của mày vậy. Có không? Có những cái đêm đó đấy. Sau này cứ bắt cha đứng kể tội thế nào vậy. Thế nhưng mà đẻ con ra có bao giờ lại đi cầm ràng nữa không? Khi mà nó sinh ra, nó bước vào cuộc đời, nhìn nó một cái thấy gì? Thấy thương quá chứ. Có không? Thế mà có những trường hợp không đáng thương, vứt đi rồi mà cả cuộc đời Chúa chăn trở. Đến lúc quay trở về nhớ được cái khoảnh khắc đó, ăn năn tội cả đời. Có những người như vậy. Mà giáo hội dạy là những tâm hồn như vậy là những tâm hồn cần được sửa chữa, được chữa lành, vì họ đáng được gọi là niềm vui. Ta nghe sự thể đó không nên xuất hiện từ đường cuối đầu, mà làm sao có thể chữa lành được nếu giáo hội không là nhà thương, nếu gia đình không là nhà thương. Cho nên từ giờ cho đến ngày cánh chung á, nó có những cái tiến trình, có những việc phải làm. Cái cây mà đem về trồng ấy, mua từ ở cái nursery, ở cái nhà mà ươm cây, không có một nhà sản xuất ươm cây nào mà ươm 100 cái cây nhãn mà lại ươm rằng là cho nó 10 cây nó được cái giống tốt, nó đầy đặn, còn thì mấy cây kia thì nó chỉ được vài năm nó chết để nó còn đến cái mùa của mình. Ươm cái kiểu đó bố bảo ai dám mà gọi làm sao mua hàng của mình. Có không? Có. Nhưng mà cây ươm thì là giống tốt, mà về nhà thì tùy môi trường và cái cách chăm sóc. Thấy không? Độ sau này, ngày xưa đến đây không có một tìm được một cái quả gọi là quả hồng giòn bây giờ. Thế mà đùng cái giờ nó đầy hết. Đi đến những cái chỗ người ta nuôi nông trại, người ta trồng hồng toàn là hồng mềm, mà nó đỏ đẹp như vậy chả ra ăn. Rớt xuống cho ngựa ăn, ngựa nó không ăn. Đến lúc đến hỏi ông ăn không mà không, anh không muốn lấy để cho ngựa ăn thì nói, ngựa không có, con người ăn thôi. Đấy. Về rồi, nhà nào cũng trồng cây hồng. Có không? Có. Đấy, chúng tôi đến mỗi một lần mà có mùa hồng, tôi nhớ nhiều khi tôi cứ trông cậy lòng thương xót của Chúa, xin họ đừng làm dỗ tôi mỗi ngày. Cứ mỗi lần đi giảng ở đâu về, cái xe của mình đậu ở đấy, nó cứ lúng lắng vài cái túi trong đó toàn là hồng thôi. Tôi phải nói với anh chị em, tôi chưa chết mà sao cứ làm dỗ tôi vậy, mà cứ cho cúng nhiều cúng hồng thì Chúa sẽ ăn về kiết chết đi. Nó bó bón kinh khủng. Không ăn thì tiếc, phải ăn thì khổ. Hồng bảy món chứ. Hồng bảy món là đấy. Ôi anh có quyền gọi là đón nhận cái món quà đấy của Chúa. Nhãn cũng vậy. Bây giờ sinh sôi đầy đỡ, nhãn kali ăn ngon, cùi dày, hột hơi to một tí. Nhưng mà so với lại cái nhãn bóng bò ở nhà, nhãn mình cũng tuyệt hảo lắm. Đem về nhà người ta ăn tặng chấm. Tạo vật là quay trở về. Và khi con người ta có nhu cầu thì tức khắc người ta có sản phẩm. Thế thì cái nhu cầu của cái việc làm tất cả mọi sự tốt đẹp như thuở ban đầu ở đâu? Không ai chịu nhắc nhở nhau, nên nó không có thấy nhu cầu, nên chẳng ai chịu sản phẩm. Khổ thế. Bây giờ sản phẩm sắc đẹp ở nhà người ta bán online là bán kem, kem trộn bôi vào nó trắng, nhưng mà vô phúc mà nó trộn không phải đúng thì nó không trắng, mà nó làm sao, nó có kim cương ở trên mặt nữa.
Cho nên là mình thấy nha, cái sản phẩm có để phục vụ nhu cầu, nhu cầu tâm linh của con người nằm ở đâu? Khao khát của con người khi nhìn thấy tạo vật, khao khát của con người khi nhìn thấy cái nếp sống lành mạnh của một xã hội, khao khát con người khi tăng tiến một lối sống để chúng ta bao bọc nhau trong một cái cộng đoàn ở đâu. Không được nhắc nhở đến thì chẳng bao giờ tạo được sản gì, sản phẩm. Mà sản phẩm á, nhắc nhở đến chưa đủ, mà muốn tạo sản phẩm thì phải tiếp thị. Mà tiếp thị thì phải biết cái là thị hiếu. Mà muốn biết thị hiếu thì phải biết thì lắng nghe. Mà muốn biết lắng nghe thì phải có sáng kiến. Mà muốn có sáng kiến thì phải có cái nguồn cảm hứng. Mà muốn nguồn cảm hứng thì phải có cách gì. Đấy, Chúa tôi có hết. Xã hội người ta dùng qua bằng đấy cái process, người ta tiến vào biết bao nhiêu cái phương diện để người ta làm những chuyện tốt. Và con cái mình bây giờ nó đi vào trong cái gì, cái guồng máy đó, cái system đó, cái hệ thống đó, và nó dần dần nó làm quen và nó cảm thấy rất comfortable. Trong khi chúng ta thì lạc hậu, cứ dần dần co cụm vào trong cái chỗ an toàn của mình. Giáo hội nói cái đó không có gì sai, nhưng mà dần dần bị giết chết ở trên mình. Giáo hội phải mở. Đức Thánh Cha nhắc nhở cái chuyện mà đối thoại, tìm hiểu cho đến tận gốc, không phải có nghĩa là chối từ Chúa, nhưng tìm ra được các cái sự nối kết của nguyên nhân để tìm ra được cái gì hậu gì, hậu quả là chắc. Thấy không? Thế thì cảnh kính chung nó đẹp như thế nào? Làm gì có cái cảnh gọi là mù lòa què quặt, đi lọt khó. Anh chị em có biết đến tuổi này tôi mới biết tôi thấp đi nghĩa là vài phân đấy. Rồi bây giờ đi bác sĩ đo nó thấy tự dưng mình thấp đi vài phân. Hỏi trước đây Chúa tôi tại sao con cũng bằng hình đây, con có con người này thân xác này mà tại sao lại thấp đi vài phân như thế nào? Cái chiều cao thì thấp mà chiều ngang không hỏi, nó cứ thế nó cứ em nó phát triển phơi phới lên. Lạ lùng như thế. Bây giờ mới biết là khi lớn tuổi dần dần cái gì? Cái xương gì? Xương sống của chúng ta nó gì? Nó không lại. Và vì vậy chúng ta có cái gọi làm sao? Thói quen đi là gì? Khòm. Và ngồi trên lo máy computer nhiều thì sao? Khòm. Bị vậy sáng nào ngủ dậy tôi cũng lấy cái đồ lăn lưng đó, tôi lăn qua lăn lại cho cái lưng của tôi nó giãn ra. Xong rồi tôi đứng tôi coi cái giặt ngang nó coi cho mình đứng tới đó chưa. Xong cái nhìn cái gương nó chà đẹp thiệt nha, sexy nha. Đó, tạ ơn Chúa. Thế thì ngày cánh chung á, ngày sau sống lại á, của nào giống đó, của Chúa phát sinh từ hạt giống của gì, của Chúa, sự sống của Chúa, vẻ đẹp của Chúa. Và trên thế gian này không có người thứ hai nha. Cho đến bây giờ người ta nói có những cái bộ tộc trong cái làng đó, người ta thấy những khuôn mặt giống y nhau, tưởng là anh em ruột thịt với nhau, nhưng mà khi người ta tìm hiểu gen, cái gen đó khác, và cái lăn tay, vòng lăn tay không giống nhau. Trên thế gian này chưa ai trùng, chưa ai có cùng một cái gọi là đồng tử với những cái vết gân giống nhau, chưa ai có cái gọi là những cái nếp nhăn trên cái đôi môi mà trùng, chưa có. Cái này là chuyện thường rồi. Security key bây giờ người ta đâu có làm cái này nữa, mà người ta làm cái gì? Mask. Anh chị em có biết điều này không? Áp dụng chưa? Rồi, ở đâu? Feature. Đi qua, đâu có cần gọi đưa vé nữa đâu. Nhìn camera, nhìn. Quẹt. Mà hôm nào mà biến hình đẹp quá, nhìn nó không nhận ra. Chết giờ. Thế thì, ngày cánh chung á, là full potential. Full potential. I come to give life. And life to the fullest. Ta đến ban cho con sự sống. Và sự sống gì? To the fullest. Là sự sống gì? Viên mãn. Đây.
Vì vậy mỗi một người chúng ta sẽ không có một người thứ hai. Và trên thế gian này từ khởi thủy cho đến ngày hôm nay, biết bao nhiêu mạng sống, biết bao nhiêu khuôn mặt, biết bao nhiêu sự sống có mặt ở trên đây, biết bao nhiêu gia đình được kết hợp và ly tán, nhưng không một người nào nằm ngoài thánh ý của Chúa. Và khi đến ngày cánh chung đó, thì cho dù là một cái cộng cát li ti, một phân tử tơi tán ở đâu đó, những phân tử đó khi kết tụ lại bảo chứ bây giờ đấy chúng tôi thiêu rồi, biết để mày sau rồi sống lại, chẳng nhẽ không còn xương cốt làm sao sống lại. Lạy Chúa tôi, ông xã nhà con ông ấy đi lúc bây giờ 30 mấy tuổi, mà bây giờ con sống Chúa để năm nay cũng gần 90, đến lúc mà sống lại ngày sau hết, hai vợ chồng đúng với nhau và đứng sát nhau, người ta lại không biết là hai vợ chồng, người ta tưởng hai mẹ con thì làm sao. Nhiều khi buồn cười, tôi vào cái nhà ở trên tôi có cái nghĩa trang, gọi là nghĩa trang Chúa Trên Lành ấy. Ở đây nhà cái giáo xứ Chúa Trên Lành, trên đấy có cái nghĩa trang Chúa Trên Lành. Nhiều lúc tôi có cái tức có giờ tôi đi coi con nó ngồi mộ, rồi thấy có nhiều ngôi mộ vợ thì lại Chúa tôi là cụ cố, còn chồng thì giống như là một thanh niên, mà là hai vợ chồng nhìn nhau và để cái chỗ chữ an nghỉ đời đời, tức là nhìn nhau đời đời. Thế thì ngày sau hết thì sao? Ngày sau hết thì sao? Thưa, ngày sau hết tất cả mọi người chúng ta sẽ được sống lại với tình trạng gọi làm sao? Tuyệt phẩm đẹp nhất trong cuộc đời của mình. Bây giờ ngồi lại xem là lúc nào là lúc mình đẹp nhất. 15 hả? Quay chừng bị ân hận đấy nhá. Mới sinh hả? Ừ, đúng rồi, mới sinh là đẹp nhất. Tà le một bộ. Không ai người ta, không ai người ta đem người ta cho đi tù. Đúng rồi. Ngày xưa ở Việt Nam cho mặc cái áo ấy, xong rồi thì nghĩa cái gì cũng kín đến cái chỗ đó để hở, để chi để khoe đấy, giống tốt. Tôi còn cái hình của tôi. Tôi sợ quá, tôi em tôi niêm lại, tôi bảo đến khi nào mà tôi qua đời thì làm ơn cha bề trên bỏ trong hòm cho con, đừng có đưa ra cho mọi người xem. Thì ngày sau hết là sao? Tuyệt phẩm, đẹp nhất. Hỏi đẹp nhất lúc nào? Ngay chính mình không biết được. Đẹp nhất là cái lúc cái gen của mình nó đến cái thời mà gọi mình sao? À, phát triển đẹp nhất, cơ thể đẹp nhất. Cho nên phải tập nhìn mình mà biết mình đẹp đi nhé. Nhìn vào trong cái gương sáng ra ngủ dậy đó, chà, hay quá ta, sexy quá ta, đẹp quá ta. Nhìn cũng được à, tôi thích đó, hiểu gì? Bà nhì bà nói cái đó tôi khoái nè. Đó là cái đẹp của ngày kính chung. Và nếu vẻ đẹp bên ngoài chiếu tỏa thì vẻ đẹp bên trong còn gì? Còn rực rỡ hơn nữa. Thế thì hãy cho nhau niềm hy vọng của cái đó, được không? À, rồi. Rồi giờ quay trở lại thức tỉnh và hãy sẵn sàng. Nó có hai cái chữ. Hôm đầu của tuần mùa vọng năm nay theo phúc âm Thánh Marco, à năm nay là năm mới qua một chu kỳ, gọi là chu kỳ phục vụ mới đó. Mình mới chấm dứt cái năm phục vụ năm A, giờ mình đang qua năm mấy nhỉ? B. Thì trong cái chu kỳ phục vụ đó chúng ta thấy bài phúc âm của Thánh Marco nói về cái gì? Cái bài đầu tiên nói là cái sự gọi là canh thức, nhớ không ạ? Hãy sẵn sàng canh thức, tỉnh thức. Nó có hai cái chữ. Cái chữ đầu tiên á, người ta gọi là enrigneo. Enrigneo có nghĩa là sự canh thức. Nó bắt đầu từ cái gốc của cái chữ, nó gọi là chữ enros, có nghĩa là cái là chữ Hy Lạp. Cái gốc của nó có nghĩa là cánh đồng. Cánh đồng. Thức như kiểu mà ở ngoài cánh đồng, có hiểu ra không anh chị em? Cánh đồng thì làm gì anh chị em? Có nhiều người gì trắng chiên, và khi trắng chiên thì phải làm sao? À phải canh thức, tức là phải ráng làm sao? Đừng có ngủ,
Thế mà ngủ thì sẽ có nguy hiểm đến, đúng không? Ở nhà mình á, thì anh chị em sẽ thấy cái này nhiều hơn này. Là ở nhà mình á, cái gì cũng phải canh thức hết đấy. Sánh năm một cái là không còn. Nuôi chó ở trong nhà có một cái buồn cười, ban ngày thì lại nhốt, ban đêm mới thả. Bởi vì ban ngày mà thả ra nó đi mất, nó ra khỏi cánh cửa là coi như làm sao, ngoài tầm mắt là bị mất. Có đời nhà vào nhà dòng tôi cũng vậy. Chó nuôi thì cứ phải có những cái chỗ góc chuồng này, cái giam ở trong đó. Nhưng ban đêm thì thả ra để canh nhà. Rất lạ vậy. Còn bên Mỹ này thì chó thì sao? Lầy chua thì cưng hơn vàng. Không những canh mà còn gì? Mà chăm nữa. Có không? Có. Tối ngủ còn nâng gì? Nâng đi cho cưng. Thế thì cái chữ canh thức theo cái nghĩa mà đây tức là thức trắng đêm đó, có nghĩa là gì? Là quan phòng, đừng để cái nguy hiểm nó gì? Nó xảy đến. Cũng giống như ngoài cánh đồng thì có các mục gì? Mục đồng. Đó, cái ý nghĩa canh thức của nó vậy là thức trắng gì? Trắng đêm. Ở nhà mình bây giờ đó thì ở thành thị, ngày xưa đám táng nó trổ ồi, mỗi lần đám táng nó đông như hội vậy. Người ta bu lại đây. Việt Nam bây giờ thì khó lắm. Đám táng ra đông lắm, chỉ được vài gia đình họ đến thăm thôi. Và đám táng bây giờ cũng ít, là không có nhiều người đi. Ngoại trừ gọi là đám táng nghệ sĩ. Chứ còn thì cũng ít người. Và có một cái buồn cười Việt Nam bây giờ đám táng thì nghĩa là hòm thì để trong nhà. Còn đường đi là đương nhiên được dựng rạp mà không ai có quyền nói. Nó là luật bất thành văn. Cho xe đi phải gì? Phải lách. Đám cưới cũng phải được quyền dựng rạp. Nhiều khi con đường ở ngoài xa lộ vậy này, tự dưng đến cái chỗ đó hết một nửa đường, cái rạp mở tới gần ra ngoài luôn. Thế thức cười. Và người ta làm như vậy để làm cái gì? Để cho người ta đến, để người ta gì? Người ta phúng điếu, nhưng mà thật sự là đến để mà gì? À, để ngồi gần cái người thân nhân đó, để an ủi họ. Canh đi, canh đi. Cái đêm mà trước khi mà buổi sáng sao trôn, đêm đâu người ta đến. Đông lắm, ngồi. Thế thì trong một cái ý nghĩa nào đó, đó là thức trắng đêm. Trong một cái ý nghĩa nào đó, đó là Chúa đến. Thì mình quý trọng cái sự đến của Chúa như thể là một người canh thức trắng đêm. Mà trong cái canh thức đó thì có cái gọi là quan sát, và có cái sự tinh tế hiểu được. Nghe cái tiếng động thì là biết nó đến ở chỗ nào, cái nguy hiểm nó rình rập ở chỗ nào thì phải phản ứng ngay. Nếu mà mang vào trong tâm trạng của đời sống tâm linh thì có nghĩa là gì? Để ý những cái xu hướng lệch lạc của mình. Khi mà nó bày ra tín hiệu thì đừng có gọi là đem xóa sổ nó, đừng có đem dập nó đi. Trong gia đình có những cái chuyện mà nan đề xảy ra, hục hặc, đừng có cái thái độ. Các ông thì tôi không nói đến, bên Mỹ này giờ khó để không làm được, còn bên Việt Nam khổ thật. Bạo động là vẫn cứ xảy ra. Thượng đằng chân, hạ đằng tay. Bạo lực xảy ra. Bởi vì làm cái đó nó dễ lắm. Khi mà mình bị khủng hoảng, bực bội với ai rồi đó, là mình bắt đầu nói cái sự bất bình của mình. Và có một cái đối tượng ở ngay kế bên, thì cái bất bình đó mà được cái chỗ gọi làm sao được xả đó, thì mình khoái đó, mình đã đó. Thế thì canh thức đó, nghĩa là gì? Nhớ cái đó, coi cái đó đó, để ý đó. Rồi cái văn hóa gọi là uống rượu bây giờ ở nhà khiếp khủng luôn. Các cha bây giờ tôi vừa rồi, một trong những cái mà các đấng bề trên bây giờ nói là mình sẽ phải để ý, nói cái vấn đề consumptions, cái việc mà gọi là dùng rượu ở giữa con cái mình cần phải được chỉnh đốn. Dễ sợ luôn, đến đâu, cứ đến cái đó mà tôi ngày xưa nó có đâu. Ngày xưa là người ta lâu lắm người ta mới uống nhâm nhi vậy thôi. Đây còn đây hơi một tí là gì? Dầu. Nhậu. Không say không về. Tự dưng đi học mấy cái hay không học, học toàn mấy cái thứ đó. Nhậu thì không lo, mà cái sợ nhất là cái nhẹt. Người ta hỏi thứ cha nhậu có tội không? Mà không có tội. Nhân danh giáo hội anh chị em hãy nhậu, hãy làm việc này mà nhớ đến nhau. Nhưng mà đừng có nhẹt.
và lạy Chúa tôi không nhạt thì sao nhậu. Và cái đó mới là cái nghệ thuật đấy. Và chính cái nhạt đó đó, nó nảy sinh ra cái mâu thuẫn và bạo lực ở trong gia đình. Và con người ta bất chấp, không chịu gọi làm sao, hiểu biết. Và cứ coi đó là công, đương nhiên mình là đàn ông, mình có quyền. Cũng như đàn bà, hết đẹp thì làm có gì, có quyền. Cho nên đến cái lúc nào mà thấy không đẹp thì đi gì, làm đẹp. Tôi nói với anh chị em nghe vậy này, làm đẹp không có tội đâu. Mà nó là một cái ao khao khát rất tốt ở trong cái tâm khảm của con người. Nhưng mà đừng có làm lố quá. Ở Việt Nam gọi là ô dề. Có nhiều người không biết cái ô dề là gì đó. Giờ bây giờ phải học ngôn từ TikTok đi. Ô dề là cái chữ gọi là phiên âm từ cái chữ gọi là gì? Over too much. Over too much. Thì bây giờ em bắt đầu nói ô dề. Giờ mới hiểu ra ha. À, giờ hiểu ra rồi ha. Bây giờ nói gì mà muốn gây ra chứ nè, nhạc duyên cho bà già. Từ một cái vở kịch. Tới người này xưa rồi, không chịu học hỏi. Ông già gần 70 về nói chuyện với tụi trẻ nó nghe. Cha nói chuyện có phong cách. Hả? Thôi đừng có nói cái đó, kỳ cục quá mà. Nói quá coi chừng bị làm gia nhân suốt đời đó. Thiết tình. Thế thì quay trở lại các cái nguồn tình. Thế giới của chúng ta bị co cụm lại là bởi vì chúng ta thiếu cái sự gọi là sao, nhạy bén, tinh tế. Không phải những cái gì ở ngoài kia nó cũng xấu. Đúng, nó tiêm nhiễm cái xấu. Nhưng mà nó muốn tạo một cái phong cách, một điểm nhấn, một sự chú ý, thì nó phải hơi có một tính cách ô dề. Nhưng mà đó là cái cách thức của đám trẻ và cái lối bưng của đám sống của người trẻ. Thế thì chúng ta muốn tiếp xúc với chúng nó thì thưa đầu tiên hãy có cái thái độ đầu tiên là canh thức để ý những cái gì đang xảy ra xung quanh mình. Được chưa anh chị em? Được chưa? Đó. Cái hay cũng có mà cái dở cũng có. Nhưng hãy tiếp cận nó với một cái thái độ ung dung, một thái độ cởi mở và cầu nguyện. Và cầu nguyện. Nhà bây giờ nó cái gì nó cũng làm gọi là nói chữ tắt. Nói xin lỗi. Cái phong thái của cái con người mà nói chữ tắt nó bắt đầu từ đâu ra? Thưa nó bắt đầu ở xã hội Mỹ chứ ở đâu ra? Ở Mỹ bây giờ cái gì cũng nói tắt không à? Thế đâu có bao giờ mà nói toàn ra hết mà đứng sự đâu. Đúng không? Tỷ dụ như gì? À đó, for you thì nó có bao giờ cái chữ nói for you đâu, đánh gì? Đánh chữ gì? Xôi số bố chữ gì? À cái số 4 xong rồi đề chữ gì? Chữ you. For you. Are you okay? Thì làm sao? R, U xong rồi cái dấu gì? Cái dấu? Đóng ở trong cái gọi là smartphone nó có cái gì? Cái ngón tay. Ok. Đi chỗ khác. Lượn. Biết. Nó không làm. Lệch nó. Lệch. Mạnh lệnh đấy, Chúa ơi, xuống rồi. Ra lệnh. Ông Môi-se lệnh dân Israel. Nó làm kịch. Ông Môi-se lệnh Israel phải sửa soạn lên đường. Chúa liền lệnh ông Môi-se. Và thoáng chốc thì dân của Ngài gì biến. Liền một lúc các vị ngôn sứ lượn. Ha 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 ha.
còn những người lỡ vỡ ở lại mà gặp những người này su cà na. Su cà na là gì á? Là xui xẻo. Bởi vì nó từ cái chữ gọi là cà na hột é này. Thứ gọi là mình đi đâu thứ sộp rồi không có, gặp phải cái thứ cà na hột é thì là xui gì? Xui xẻo. Su cà na. Hiểu ra chưa? Không hiểu. Ở nhà bây giờ nói tám thán từ oh my god thì gọi là gì? U là trời. U là trời. Không biết à? U là trời là ui trời ơi đấy. Trời đất ơi, mấy người này không hiểu gì hết trơn. Ai thông thái bằng tôi? Thầy cả. Thế thì những cái đó tôi phải thật là tôi nghe tôi như này. Ngày mai cho nghe bài hát kia buồn cười cái lời hay á. À, tới luôn. Chiến. Chiến. Tức làm sao? Làm đi. Chiến. Tức là phát triển đấy. Bảy chúa rồi. Người ta là ngôn từ gọi làm sao nó ngắn gọn, ngày xưa nói làm sao nữa, nó lại dùng mấy con cá con gì xanh như quả banh, nói những cái từ như vậy. Nhưng mà những cái đó là thao thức của một thế hệ thiếu kiên nhẫn. Một thế hệ phải đối đầu với một cái thế hệ mà những người không chịu gọi là mở lòng ra để làm sao cùng tiến với những người khác, buôn bán chấp chặt với những người gọi là suy tư, nó có tính cách bảo thủ, cố hữu, nó không chịu được thì nó phải làm một cuộc cách mạng. Và những cái cách mạng đó nó bằng cái ngôn gì? Ngôn từ, người ta gọi là gì? Ngạn ngữ. Nó lẹ, nó đến rồi nói gì? Nó đi cũng chóng lắm, sẽ biến mất. Nhưng mà đấy, đấy, thế giới ngày hôm nay nó vậy. Và chính trong cái thế giới đó ngày hôm nay đó, khi mà người ta bất bình một cái gì đó, người ta làm một cái ngôn từ rất ngắn gọn, người ta phản ứng lại. Ở trong nhà thờ thiếu sự cung kính, bây giờ thấy bộ chi phoan tội phạm bắt đầu trở thành cái mốt phản ứng nghịch lại. Chúa không đòi hỏi cái đó, mà Chúa không bao giờ hài lòng cái đó, bởi vì con người ta đang dùng một phương tiện và lấy phương tiện để trở thành cùng gì? Cùng đích. Và biến Chúa là cùng đích để trở thành phương gì? Phương tiện. Nguy hiểm vô cùng, tạo một cái ý thức hệ phân cực, chia rẽ trong giáo hội. Hiểu ra không ạ? Hay là quá sức, nhiều khi ô dề mọi người đang rước lễ, mình gọi là bộc lộ một cách quá mức, quỳ sụp xuống trước mặt mọi người để cho mọi người thấy. Kính mến Chúa có nhiều cách, không ai bảo mình đừng làm. Nhưng mà những cái thái quá, mình đang muốn lấy cái đèn mà soi vào thế gian, nhưng mà không soi thế gian với một cái cự ly lành mạnh, mà cầm cái đèn dí vào mặt người ta. Dí vào mặt người ta có thấy được không? Không, ta chói mắt. Và khi dí vào người ta thì chính mình cũng bị gì? Bị chói mắt, mình không nhìn thấy cái cự ly đối tượng của mình. Và đối tượng của mình theo Thánh Phaolô nói, để tôi sống không phải tôi sống, mà Chúa sống trong tôi. Để rồi tôi đang đi tìm một Chúa Kitô ở nơi người kế bên. Mất cái đó. Anh chị em hiểu tôi nói không ạ? Hiểu không? Một cộng đoàn phải giao thoa với những cái đó. Chúng ta không thể tấn công người này mà bỏ rơi người khác, nhưng chúng ta không nên biến nó trở thành hiện tượng, và không nên biến nó trở thành một cái gọi là vũ khí để mà tác động một cái ý thức hệ. Ý thức có nghĩa là gì? Ý thức hệ là gì? Là một cái tư tưởng, một sự suy nghĩ. Đây mới là suy nghĩ đúng đắn. Và cảnh tỉnh người khác, cảnh tỉnh người khác, cảnh thức thì người ta sẽ thức theo mình. Thưa, động cơ
mình có cái chủ đích rất tốt, rất đúng đắn, nhưng mà động cơ thúc đẩy thì lại không phải động cơ của tin mừng, mà là động cơ của con người. Và Chúa không muốn cái đó. Hiểu ra không anh chị ạ? Đức Thánh Cha khuyên chúng ta phải đối thoại, nhưng mà có những người bảo không cần phải đối thoại, chỉ cần luật lệ. Nhưng mà nếu luật lệ mà hiệu quả thì chúng ta đâu bị bế tắc mãi như thế này được. Con cái chúng ta nó đâu có chờ mình đâu. Mình không đi theo nó lướt. Mình bảo nó không nghe, nó lệnh. Mình làm không tới, nó ồ dề. Hiểu không ạ? Hiểu đó. Đấy, từ mùa vọng dẫn cho cái đầu tiên là cái nhìn đó. Cái thứ hai của cái chữ tỉnh thức đó là cái chữ nó gọi là Gregorio. Gregorio nó bởi cái động từ agaro, có nghĩa là trỗi dậy xong rồi giấc ngủ. Trỗi dậy xong rồi giấc ngủ. Mình ngủ xong thì mình dậy, mình cảm thấy sao anh chị em? Khoan khoái và thoải gì? Thoải mái. Nhưng mà đôi khi thoải mái quá, đâm ra thiếu cái tâm thức là phải gì? Để ý. Ngủ dậy nghe thoải mái quá, mở cửa tung ra cho gió ban mai nó vào, xong rồi đi vào nhà để cho gọi là ánh sáng và hồng ân của Chúa nó tiếp cận. Tốt không? Tốt. Cùng một lúc sẽ có những kẻ vãng lai thăm mình một cách gọi là vô lối, không hỏi mình phép tắc gì cả. Họ cũng vào một cách gọi làm sao? Vô tình. Nên lúc mà ra cài cửa lại thì nhà không còn cái gì nữa. Có không? Ừ, mà bây giờ tôi đang nghe nói nó có đang có những cái gọi là nó có những cái mà nó gọi là nó xảy ra thành cái dịch ấy. Là nó cứ đi canh ấy, nhiều khi thấy gia đình mà nó biết giờ nào đi lễ, giờ nào đi làm, là lúc quay về là nó dọn sạch không còn rồi. Có một vài trường hợp xảy ra trong một vài cộng đoàn. Kỳ vừa rồi tôi đang đi giảng ở đâu này tôi nhớ, nó xảy ra cho người ta, nó trai cha đến gặp cha là một cái điều gọi làm sao thách thức lớn lắm đó cha, mà quý giá lắm đó cha. Nó giỡn chơi tôi là thách thức thiệt, mà làm sao mà giỡn được, đồ sỉnh á. Cha không biết đâu, bị quý quá nên thử đến gặp cha đó. Mà về đến nhà không còn cái gì, nó dọn không còn cái gì. Trời đất ơi, nghe xong xót xa. Xót xa. Cho nên cái từ canh thức đây có nghĩa, tỉnh thức đây có nghĩa là gì? Não trai. Trong khi canh thức á, là một cái việc làm, một cách đôi khi làm thành thói quen quán tính, thì cái não trạng, tức là sự hiểu biết cần phải có, thì cái não trạng đó là tỉnh thức. Hiểu ra không ạ? Thế thì tỉnh thức nghĩa là gì? Là ngồi canh thức trong cả một đêm cũng có, nhưng mà ý thức để biết những cái gì mình phải cảnh tỉnh qua những cái buổi mà phải thức trọn đêm đó. Gia đình cũng vậy, có những cái xảy ra nó không được theo ý muốn của mình, đừng có cái thái độ gọi là hung hãn, đừng có thái độ gây chiến, đừng có cái thái độ bất bình, bình tĩnh. Hãy nhớ những cái đêm dài phải thức với lại lòng mình, khi thấy nó xé ra trong lòng mình tình yêu và sự tha thứ, nhớ cái đó. Rồi cảnh tỉnh để biết những lúc nào mình dễ phạm vào những cái lỗi mà mình làm cho cái sự bực bội nó lại xé ra, nó còn tệ hơn nữa. Anh chị em hiểu thì tôi nói không? Tinh thần canh thức của bộ phận là vậy đó. Cho nên cái sự sửa đổi đó nó bắt đầu từ hai cái: não trạng, hiểu biết, hành động, với một cái sự gọi làm sao hiểu biết để tạo một quán tính, tức là một cái gọi thói quen để chúng ta làm, mà chúng ta làm sinh lợi cho mình và cho những người xung quanh. Nó là như vậy. Đồng ý không anh chị em? Đó, nó làm như vậy đấy. Thì muốn làm cái đó phải bắt đầu từng bước một. Chỉ ra một vài cách. Tôi vừa nói với lại vợ chồng của hai cháu nó dưới kia mà đang ngồi đây, có thằng cháu bé. Thằng bé rất nhạy cảm. Có đứa em gái bây giờ mới đẻ ra, nó không hiểu nó có em gái đâu. Nó chỉ hiểu là tự dưng thế giới của nó đùng cái có một cái đứa khác ở đấy. Và trong cái thái độ đó, nó
nó sẽ cảm thấy là một là nó phải thương lượng với con này để nó, con bé này để nó tồn tại. Chứ muốn thương lượng với nó, con bé này nhỏ có biết gì đâu. Nó lại lanh nhưng mà nó dữ nữa. Nó la rồi nó ăn hiếp nó. Mà thằng anh thì thấy vậy mà vì sự an toàn của mình thì phải thỏa thuận. Nó nhường em đấy. Hình như em quen quen đấy. Sao giống hai vợ chồng con quá anh biết. Hôm nào bên nó lấn đất thì bên này bắt đầu sao lùi bước. Bão cấp 3 sắp sửa tới thì mình phải dịu đi, trông phải thành bão cấp 5. Thì tôi mới bảo với lại hai vợ chồng và con ơi, con đừng bao giờ ngừng cái sự quan sát của mình với con. Thứ nhất, thằng con trai khi nó đi đâu đó dẫn nó theo, tập cho nó làm một vài cái công việc trong gia đình, giao cho nó cái trách nhiệm. Và để ý, ví dụ đi vào trong chợ shopping, làm một cái list, rồi dạy nó bảo con đi mua và lấy cái này cho mẹ. Và tự động nó, mình đứng đằng sau mình quan sát, nó làm những công việc đó cho mình. Rồi dần dần bố cũng vậy, làm cái gì trong nhà, sửa cái cửa cũng đưa cho nó một cái vật cũ, nó cũng đóng đóng. Mà thì trời cha cha nó bày ra hồi chết nó. Ừ đúng rồi, con phải bày đi, con phải đem con dọn dẹp cái đồ nó bày ra. Nhưng mà đó là việc đền tội đẹp nhất mà con làm được cho con. Vì lớn lên nó biết nó không làm một mình. Vườn rau ở nhà đừng bao giờ chỉ để có hai vợ chồng, mà hãy có một khoảng cách nào một đứa con tham dự. Đi lễ nhà thờ đừng bao giờ phát tiền. Đến giờ người ta bỏ rổ là phát một lượt mỗi đứa $1. Nhiều khi Chúa thấy Chúa cũng nghèo, Chúa thấy trời ơi mình sao mạt thế, nên dọn ăn cho người ta tiền tiếp còn đầu. Tôi hy vọng anh chị em phải nhớ các cha. Các cha không xin gì cho mình đâu, nhưng mà xin cho giáo hội. Tôi hy vọng ở đây cũng vậy, như cha quản nhiệm nào vậy, khi mà ngày dâng lễ ngày cũng xin ai gì cả. Nhưng mà anh chị em mới biết là ngày dọn tiệc cho anh chị em, mình phải cho ngày tiền tiết chứ. Chẳng nhẽ cho chưa được đồng bạc à? Đi ăn tô phở ngoài kia còn cho được 2 đồng. Ở đây ai đi ăn phở mà cho đến bây giờ vẫn tiền tiết có 1 đồng ở ngoài tiệm phở, giơ tay lên cho nào. Đây chú tôi diễn xưa rồi Diễm ơi. Đây mẹ ơi, xưa rồi Diễm ơi. Bây giờ tối thiểu phải là gì? 2 đồng. Cảm ơn con lợi các thầy. Hãy có lòng quảng đại. Tôi dạy các em sinh viên đi lễ, đi học, đi ăn cơm với tôi. Tôi dẫn nó đi ăn, nó hỏi hôm nay sao cha có nhiều tiền. Thì bảo hôm nay chúng con được ăn cơm các đẳng. Ở cơm các đẳng là gì? Tao vừa nhận được một phong bì dâng lễ cho các đẳng, thì tao dẫn mày đi ăn thì còn được cơm các đẳng. Mà khổ một cái nên lễ dâng cho các đẳng cách đây kia là hồi bây giờ mới gọi là chức linh mục, đúng bây giờ là 30 mấy năm, gần 30 năm rồi. Mà bây giờ người ta cũng một lễ là 20, mà hết 30 năm sau bây giờ cơm cắt đẳng 20 thôi. Ngày xưa cơm cắt đẳng ăn được 3 người, bây giờ cơm cắt đẳng một mình tớ ăn không đủ. Phải 2 cái lễ cắt đẳng thì mới được gọi là mời được học trò. Ăn xong bảo hết tiền rồi, tao không còn tiền nữa, mày phải bỏ tiền tiếp con. Nó bỏ có 1 đô. Tôi chừng mắt lên tôi bảo con ăn ở mất công bằng như vậy à? Cha bỏ ra của cả một phong bì lễ cắt đẳng đó. Mày ăn cơm cắt đẳng mày cho có mỗi $1, tối nay cắt đẳng về vật mày chết. Hay quá. Thế là nó bỏ 1 đồng, nó bảo con đi con mang con đồng. Thì tôi bảo bây giờ cha cho con 1 đồng nữa nha. Tuần sau nó đi ăn, nó bỏ 2 đồng. Xong rồi đến lúc tôi sắp sửa bỏ ra, nó bảo cha bỏ 1 đồng thôi, bởi vì cơm cắt đẳng ngày hôm nay biết có ơn lo liệu nên bỏ thêm 1 đồng cho cha. Tôi dạy con tôi đó, tôi dạy con tôi tối thiểu phải gì? 2 đồng. Và tôi nói đi lễ đừng có phát tiền. Đầu tuần đưa ra 1 cái món tiền và nói
Món tiền này đặt ra để làm một số những công việc tốt lành. Bà má muốn chúng con bằng đấy đứa ngồi nói chuyện với nhau xem những cái việc đó cần phải làm. Để đến cuối tuần thiếu, cha bỏ vào trong đó, rồi mỗi đứa phải chia nhau làm sao bao nhiêu đó để bỏ trong giỏ trong nhà thờ. Giáo dục cái đó. Đồng ý không? Dạ. Đồng ý không? Dạ. Sao mà nghe yếu xìu vậy? Giờ nghe nói giờ không được bỏ một đồng mà thấy tiếc quá chứ. Thiệt. Từ giờ đi có được bỏ một đồng nữa không? Dạ không. Tối thiểu. Cho của nào gọi là gì? Được của đấy. Rộng rãi chớ hà tiện. Đồng ý không ạ? À? Hãy đồng ý cho mọi chàng hóa tay đi. Hôm nay tổ chức gọi là tính tâm cộng đồng. Cộng đồng cho ăn cái gì? Chúa. Chết chắc. Một quả chuối. Một cái phong bánh. Một cái gọi là gì? Cái ổ bánh gọi bánh bông lan. Ba cái này cộng lại Maze in Costco. Sao cho biết? Mấy người đừng có tưởng tôi không biết nghe. Tôi đi chợ đó nghe. Mày đang ong xe. Gia nhân nói mua đó cha. Gia nhân mới mua hả? Và phu nhân rất là vui lòng. Bởi vì gia nhân bây giờ đã biết sáng dạ và học những điều mà phu nhân ao ước. Đúng không? Đấy, đúng rồi đấy. Thế thì thưa anh chị em. Đúng rồi. Xong cái rồi bắt đầu tính này tính thì tính lại. Bỏ 2 đồng rồi vừa. Lạy mẹ ơi. Ban tổ chức nghĩ xong rồi. Mình phải bỏ thêm mấy đồng bạc nữa mới đủ một phần ăn. Đấy chưa kể xăng cho các 2 đồng bạc. Chết dở. Lần sau hết bố bảo chả dám tổ chức tính tâm nữa. Nói như vậy không phải chê anh chị em không quảng đại. Không có đâu anh chị em rộng đại đâu không có. Nói nó đùa cho vui thôi. Vui mà nó có thiệt. Trúng. Nói ra mít lòng. Vui mà có thiệt. Đừng làm vậy. Đừng làm vậy. Con cái dậy. Đi lễ. Cha chưa chịu ban phép lành cuối cùng. Ai đi ra trước? Mình đi ra trước. Lý luận sao? Ra trước khỏi bị kẹt gì? Kẹt xe. Mai mốt lên thiên đàng. Chúa mở cửa đến cái giờ đó. Hỏi tại sao chúa không mở rộng giờ? Tao mở ra xe nhiều quá, vi phạm luật giao thông. Đức Chúa Cha phạt. Thế là chết rồi. Ý thức chưa? Chết ông Tây nào đâu. Ở lại vài phút gặp một vài người bạn nói chuyện. Không nữa. Xem một số việc gì có thể được giúp người ta một tí. Thu dọn một tí. Chết ông Tây nào đâu. Mấy chị em đứng lại với nhau. Thay vì 8 chuyện. Chuyện bà 8. Có hiểu không? Ôi mà ông cố nói gì. Nói nhẹ nhẹ. Nói nhức óc thiệt. Hồi nó tôi mệt. Chịu khó một tí. Chết ông Tây nào đâu. Còn không để ít ra gặp các đoàn chào hỏi tiếp. Cảm ơn em nhé, hôm nay hát hay, tốt. Ra gặp cha quản nhiệm, bắt tay ngài một tí. Lễ xong ta ra ta đứng chờ, ta bắt tay. Chả nhìn mặt cha quản nhiệm chui mất trận. Hỏi tại sao anh? Sợ phải xin lễ. Thiết tình. Đến lúc mà xin nó không được ý, nó hỏi cha làm lễ cái kiểu gì mà sao con xin hoài không được. Bây giờ tính sao đây, giờ bộ muốn refund hả? Nói tôi còn không dám refund nhưng mà thôi cha nhớ lời cha nói lần sau cho discount nha. Nhớ tập đi.
chia việc cho các con, tập nói chuyện với chúng nó với cái cách thức của nó, tập hỏi nó lại những cái nó hỏi. Khi nó hỏi điều gì đó, đây, đó ba má coi coi, ông cha ông lấy tiền ông xài gì đó, cái tháng 11 đó, bằng đó lễ đó, đọc thấy tiền đâu xài cho hết, cái bắt đầu ngồi lúng túng mà giải thích, lạy Chúa thì con ơi con không biết như thế này, nó có cần nghe đâu, như người ta đó, con nói cũng hay chứ, vậy thì mày giờ nếu như mày làm sao con, hỏi gì, hỏi lại. Ồ con ơi con, nó tệ vậy sao con? Con thấy chưa con? Chưa. Để giải thích sao? Hiểu mà. Hiểu mà. Sinh viên đến với tôi mà hỏi bất cứ việc gì, tôi không bao giờ tôi trả lời ngay. Từ nay ngày hôm nay chả thấy con nhiều energy ghê. Hôm nay vui không con? Mày đi học làm sao? Sao chưa trả lời con hỏi vớ vẩn vậy? Thì tao đang mệt mày hỏi làm tao nó điên lên sao tao trả lời mày được, mày có khỏe tao mới khỏe đó con. If you're good and I feel more good, I feel better. Cái thức và tỉnh thức nó có một cái như vậy là có sự tinh tế hiểu cho người khác. Một lần đó một cái đứa sinh viên nó không thích nghe chuyện gọi là trên trời dưới đất, chuyện đạo nó không thích. Bố mẹ nó bắt đi lễ, khó khăn lắm nó cũng đi, nhưng mà nó không chịu được, nó không chịu. Nó ngồi bất ngờ tỏ thái độ không hợp tác. Đi lễ thì lịch trình, khiến cho cả nhà bị gọi là bị muộn. Tới đó nó ngồi nó nhìn trên trời dưới đất. Ông cha giảng gì giảng, nó ngồi nó cứ lướt phone. Đến giờ lễ, nó đi lo, nó đi về, mặt nó quao cỏ, khó chịu. Và cứ như vậy, đến lúc mà vào đây học bảo con có đi lễ không? Bảo không. Hỏi đi chứ, đi đủ rồi. Bây giờ những cái năm đó đi để bù lại bây giờ. Hỏi con đến gặp cha Francis, gặp ông chứ, biết tên ông đủ rồi. Nhìn ông trên hình biết là mặt ông này đủ rồi. Cái kỳ đó nghe không? Cuối năm bố mẹ nó mới bảo trên này, mày muốn đi vacation ấy, thì cha mẹ chỉ yêu cầu có một lần, một cái thôi, đó là con đến và nói chuyện với cha một tí đi, chào hỏi cha một tiếng, nói chuyện với cha một chút. Cái nó nói chứ là mắc mớ gì con phải đến, con phải chào cha ấy. Thì mày bằng lòng thì tao sẽ cho mày cái package vacation, mày có quyền đi với bạn bè mày qua bên Paris cái kỳ summer này. Cái nói ok, it's the deal, nó đến. Và nó bằng lòng, và nó khó chịu lắm. Cái đầu tiên nó đến đó, lấy Chúa mẹ ơi, nó nhuộm. Nghĩa là không còn cái màu nào trên thế gian mày này, mà không còn cái màu nào mà độc đáo bằng cái màu của nó. Nó nhuộm cho mà thấy. Xong nó đến nó bảo, are you Father Francis? Yes, I am. Do you have a moment to talk? Sure. Bắt đầu vô một cái, thôi cha, I'll make it short. I don't waste your time, you don't waste my time. Mom and Dad asked me to come to see you. Bố mẹ bảo con đến gặp cha. Thì bây giờ cha sẽ thấy con nói chuyện với cha chừng 5 phút. I don't have anything to say. I don't have much to expect from you. So you don't have much to expect from me. Okay, you are on your own way and I'm my own way. So we'll be fine. Is it okay? Yeah, sure, okay. Ngay bắt đầu ngồi xuống. Can I leave now? You can go anywhere. You know, you go. And can you tell mom and dad that I come to see you? You come to see me when? Bắt đầu. Tôi phải có cái gọi là cảnh thức, cách thức. Nhìn cái tâm thức của một cái đứa bé nó đang khó chịu, bất bình. Đừng có trách nó vội, đừng có làm cái điều mà nó khó chịu thêm. Lấy cái đó là một cơ hội, opportunity. Làm sao? Entertain nó. Và cách nào? Being funny. Nhưng mà funny good, you have a substance. Tếu chưa đủ, mà phải có gì? Để có chất, có tôi chất. Và nó đến xong rồi, nó ngồi đó, nó nói, ok, nào,
What do you want to say, Father? So I don't have anything to say. You come to see me. You want to have anything to say with Chan? Yeah, sure, sure. Well, I'll tell you what, Father. Nói cha biết, I'm a black sheep. I'm a black sheep of my own family. Okay? Okay. Did you understand? Yeah. You know what the black sheep are? Yeah. Xong rồi tôi mới bắt đầu để cho nó nói đó. Tôi mới hỏi, xem ra con có vẻ như là you are very self-contained of being a black sheep. Con có vẻ hài lòng là một cái con cù đen ở trong nhà con phải không ạ? What? Are you trying to be sarcastic with me? Cha bộ muốn là cha nói gọi là sao? Nó mỉa mai, nó móc hả? Nó là không. Và bắt đầu tôi mới nói, con ơi, black sheep. Con mới hỏi, làm sao mà con biết con là black sheep? Con cho cha biết xem black sheep là nghĩa làm sao? Nói, you know. No, I don't. You have your family. You are the black sheep of your family, not me. Not in that, in a book. I don't. Và tôi bắt đầu ngồi entertain. Nói, tôi là black sheep là bởi vì tôi chán ngán cái này, tôi khó chịu cái kia. Nói, xong nói chứ, giờ cha hiểu rồi. Thank you con. Bây giờ cha mới hiểu tại sao mà trong Tin Mừng có cái câu chuyện là Chúa bỏ 99 con đi tìm con gì? Black sheep. Xong rồi nó hỏi, I know you try to be preachy to me. Nó cảm mẹo tôi mà. Tôi đang sắp sửa giảng. Good luck, Father. Don't waste my time. Mà tôi nói, no. You haven't listened to the end of the story. Và tôi nói là cái mà con không biết đó, sở dĩ chú bỏ mấy con kia mà chú đi tìm con cù đen này bởi vì chú chịu không nổi 99 con kia. Nó nhiều vấn đề quá mà tao nhức đầu, tao không chịu nổi, tao phải đi tìm cái con kia để tao chia sẻ với nó. Mà không biết con nào chịu gọi là bỏ con nào, bởi vì con nào cũng tranh giành đòi gì, đòi phần của mình. Tao nhức óc, tao không biết chia cho thế nào, thôi tao bỏ theo mày cho nó vui. Trời ơi, đứa này. You got a father, by five. Mình rao giảng Tin Mừng kiểu này, coi chừng mình rút phép tông công. Ông chồng tôi bảo con đi con. Còn hơn thế nữa, Chúa than thở, Chúa dùng con để Chúa giải bày những cái khó chịu của Chúa về 99 con kia. Xong rồi Chúa mới nói là bởi vì mày cũng thuộc loại không phải vừa, mày chiến đủ để mày bỏ 99 con kia mày đi một mình mày. Thì Chúa nói là Chúa cũng bó tay, Chúa không làm sao nổi với 99 con kia. Chúa phải đi tâm sự với con để con về con liên minh với Chúa để 99 con kia. Really? Và bắt đầu, con có những cái đẹp của con chứ. Con có cái energy, con đến đây gặp cha chứ. Con có cái good will để mà nói chuyện với cha chứ. Mà con có cái gọi làm sao compromise, cái good will để compromise, để negotiate chứ. Có mấy người negotiate được với nhau đâu. Trời ơi, dễ gì. Ba má mà negotiate với nhau là khó lắm à. Người ta nói trong giáo hội có nhiều chuyện buồn cười lắm. Người ta nói có cái sự khác biệt giữa gọi là những cái tay khủng bố và những ông cha mà lo về phục vụ. Các cha mà lo về phục vụ làm sao biết không? Là đâu ra đấy mà sai một chữ là chết ngay, không được. Thế mà có sự khác biệt, đó là mấy thằng khủng bố mình negotiate nó được, còn mấy ông cha lo phục vụ never. Cho nên là giữa cái đám mà cừu đen đó, chúng nó nói chuyện với nhau, nó negotiate được. Còn giữa cái gọi là ba má với nhau là no way, impossible. Hiểu ra không ạ? Thế thì bây giờ tối nay về phải lo mà gì? Sửa mình đi. Được
Được chưa? Và khi tôi nói cái đó, bắt đầu tôi nói con ơi con, nếu mà con không bắt đầu từ khoảnh khắc này, cái đẹp của con và ao ước của con nó có, nhưng con không phát huy, con không triển, mà không chịu triển, mày cứ đợi ông kia lách mày mới đến, thì hỏi làm sao mà mày tìm được ơn cứu độ. Bây giờ mày phải về lại đối thoại đi. Cha bảo đảm cha sẽ đứng sau lưng con. Không những mày được cái package đi năm nay, mà mày còn được cái package đi cuối năm nữa con. Mày nói, will you keep your promises? Sure, you bet. Và bắt tay, shake hands, và làm sao? Nghĩa là seal cái pack, cái deal. Và từ đó về sau chúng tôi trở thành friends. Và con nhỏ đó bắt đầu quay trở lại đi lễ và vui vẻ. Và con tim đã vui trở lại. Dấu tay, trời, tôi thiệt, tôi thích anh hai ghê đó nghe. Chỉ vậy cho anh hai ngồi đây tôi cũng khoái đó. Anh hai cứ chịu xuống dưới ngồi. Ngồi đây tỉnh tháng vỗ tay cho tôi vui chứ. Thiệt. Thưa anh chị em, canh thức, tỉnh thức, nghe. Mà không phải nghe đâu mà lắng nghe. Giáo hội cần cái đó. Và tôi thiết tưởng nay nghe vậy đủ rồi. Nghe thêm một lần nữa là táo hỏa tam tinh, tàu hỏa nhập ma. Tôi sẽ để cho anh chị em có giờ để hỏi. Và đồng thời ngày mai á, tôi sẽ đưa cho anh chị em biết mô thức của giáo hội. Về Việt Nam tôi học được nhiều cái lắm. Bây giờ đó, ở Sài Gòn, anh chị em có biết cái kiểu này không? Là vô phương để có thể tìm đất mà xây cho nhu cầu sinh hoạt của cộng đoàn. Không có đất. Và những giáo xứ vùng ven đô bây giờ đi kiếm đất rất khó. Và những giáo xứ trong tương lai thành hình sẽ không phải là những giáo xứ tổng thổ, mà là những giáo xứ tổng nhân. Tôi sẽ chia sẻ cái viễn kiến đó cho anh chị em hiểu. Có thích nghe chuyện không? Thích không? Biết rồi, tôi biết rõ. Tôi là người nhiều chuyện mà. Mà mấy người là những người lắm gì? Lắm chuyện. Mà tôi còn biết về đây là bởi vì gọi là hóng gì? Hóng chuyện. Nhờ vậy mà mới có gì? Tin mừng. Thành thử hãnh diện mà có tin mừng. Đồng ý không ạ? Cho một tràng pháo tay đi. Đây, thưa anh chị em. Giờ mấy giờ rồi? 3 giờ, kém 3 phút chứ. 3 giờ chứ. Kém 3 phút. Kém 3 phút là gì? 5 giờ. Thấy không? Thời gian đi qua mau không? Mau không? Đó, tôi thấy thương nhau dĩ ra. Bỏ nhau không có được, dính với nhau như kẹo cao su. Thành thử ra là bây giờ trước khi mà ngừng ở đây, tôi muốn anh chị em làm sao cố gắng về nhà tối ngày hôm nay đặt lại vấn đề một cách nghiêm túc. Rồi nếu có thể mà muốn đặt câu hỏi thì xin làm ơn biên xuống hoặc là lên đây phát biểu để chúng tôi thu nhận để chúng ta tiếp tục. Được không ạ? Và tối ngày mai tôi sẽ nói về những phân cực của giáo hội ngày hôm nay. Nhưng mà trong phân cực của giáo hội lại là một cái sự gọi làm sao hứa hẹn để mở giáo hội để chúng ta đối thoại và chúng ta sống tinh thần hiệp hành. Được không ạ? Và sẽ chạm những cái câu hỏi nhức nhối như anh chị em bảo nói Đức Thánh Cha nói chúc lành, làm sao ban phép lành cho gọi cặp đồng tính. Mà Đức Thánh Cha có nói cái đó không? Nó có đó mà. Thì có, nhưng mà nó phải vậy không? Không biết. Chưa chắc ạ. Nó là vậy á, mà nó không phải gì. Là vậy á, mà nó là gì? Vậy vậy, mà nó còn gì hơn gì? Vậy vậy. Thì ngày mai mời tìm hiểu. Giỏi quá. Chịu không? Nói nghe là duyệt. Duyệt. Ok, được rồi. Duyệt. Rồi ngày mai mình sẽ làm cái đó. Được không ạ? Giờ tối nay tôi đứng lên. Trước hết cứ một ngày chúng ta cầu nguyện cho dâng một kinh cho Đức Mẹ, đọc kinh Lạy Nữ Vương, đọc cái thói quen của giáo hội, rồi sau đó là hát một bài kinh Đức Mẹ để chúng ta giải đáp, được không ạ? Nó đứng lên. Lạy Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã cho chúng con về đây trong suốt cái khoảnh khắc vừa rồi. Xin tiếp tục hướng dẫn chúng con và hiệp hành với chúng con, cho chúng con được khiêm tốn quay trở về và ở với Chúa trong những
lúc mà chúng con vui cũng như lúc chúng con buồn, những lúc chúng con bị thách đố. Xin Đức Mẹ đồng hành với chúng con. Chúng ta cùng đọc kinh với nhau và đọc chậm rãi, không có lên xuống giọng, đọc một cách là một cái âm gọi là âm bình thường như tôi đọc để chị em đọc theo nhé. Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cày. Thân lạy Mẹ, chúng con cháu ẻ và ở chốn khách này kêu đến cùng Bà. Chúng con ở nơi góc lóc than thở kêu khẩn Bà thương. Hồi ơi, Bà là Chúa bầu chúng con. Xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau cõi đầy, xin cho chúng con được thấy được Chúa Giêsu con lòng Bà hồn phục lạ. Ôi hoan thay, nhân thay, diệu thay, Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà hồn phục lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Mẹ ơi,